chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chồn xương chân đen có đặc điểm gì? Chồn xương chân đen là một loài động vật có vú thuộc họ chồn và bộ ăn thịt. Chồn hương chân đen là chồn gì? Chồn xương chân đen, hay còn gọi là Mustela nigripes theo tên khoa học, thuộc họ chồn, Mustelidae, và bộ ăn thịt, Carnivora. Loài này được mô tả lần đầu vào năm 1851 bởi John James Audubon và John Beckman. Đây là một loài động vật nhỏ với thân hình thon gọn, dài khoảng 30-38cm và nặng từ 0,2-0,3kg. Bộ lông của chúng thường màu đen trên lưng và trắng ở phần dưới cơ thể, với đôi chân đen nổi bật. Chồn xương chân đen phân bố chủ yếu ở Bắc Mỹ và đang đối mặt với tình trạng nguy cơ bảo tồn do mất môi trường sống và sự cạnh tranh với các loài khác. Tình trạng nguy cấp này là kết quả của mất môi trường sống và săn bắt quá mức trong quá khứ. Tuy nhiên, từ những năm 1980, đã có sự phục hồi dần dần của quần thể chồn xương Mỹ, đặc biệt trong điều kiện nuôi nhốt. Nhiều tổ chức và cơ sở bảo tồn đã tiến hành các chương trình để bảo vệ và tái nhập loài này vào môi trường tự nhiên. Các nỗ lực này đã dẫn đến việc tăng cường quần thể chồn xương Mỹ và sự gia tăng đáng kể về số lượng cá thể trong tự nhiên. Hiện nay, trong điều kiện lưu trú tự nhiên, bạn có thể gặp chồn xương Mỹ ở một số khu vực ở Bắc Mỹ. Sự phục hồi này là một ví dụ tích cực về khả năng của con người trong việc bảo tồn và bảo vệ các loài động vật nguy cấp. Tuy vậy, việc tiếp tục bảo vệ môi trường sống tự nhiên và theo dõi quần thể chồn xương Mỹ vẫn là quyết định quan trọng để đảm bảo tình trạng của loài này tiếp tục được cải thiện. 1.2 Chồn xương chân đen có đặc điểm gì? Chồn xương chân đen, Mustela nigripes, có một số đặc điểm nổi bật sau. Kích thước nhỏ, chúng là loài động vật nhỏ, thường dài từ 30-38cm và nặng khoảng 0,2-0,3kg. Bộ lông của chồn xương chân đen thường màu đen sâu trên lưng và màu trắng ở phần bên dưới cơ thể. Một đặc điểm đặc biệt là chân sau của chúng màu đen nổi bật, đó là nguồn gốc của tên gọi xương chân đen. Sinh sống trong hệ thống động vật đất đai, chúng sống ở các môi trường đất đai khô cằn, đồng cỏ và thảo nguyên của Bắc Mỹ. Thói quen ăn thịt, chồn xương chân đen là loài ăn thịt chuyên nghiệp. Chúng săn mồi bằng cách đào lỗ để bắt động vật nhỏ như chuột, thỏ và các loài côn trùng nhỏ. Hoạt động về ban đêm, loài này thường hoạt động vào ban đêm và có tính thụ động trong ngày. Phân bố địa lý, chồn xương chân đen là loài bản địa của Bắc Mỹ và phân bố chủ yếu ở các bang Hoa Kỳ Tây Nam như Texas, New Mexico, Oklahoma và Kansas. Nguy cơ bảo tồn, loài này đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn do mất môi trường sống và sự cạnh tranh với các loài động vật khác. Chồn xương chân đen hiện được xem xét là loài bị đe dọa và được bảo vệ bởi các chương trình bảo tồn và quản lý môi trường. 1.3 Tính cách của chồn xương chân đen. Chồn xương chân đen, Mustela nigripes, có một số đặc điểm tính cách và hành vi sau đây. Đơn độc, chồn xương chân đen thường sống một mình hoặc thành cặp. Chúng không phải là loài xã hội và thường duy trì khoảng cách với các đồng loại. Hoạt động về ban đêm, chúng là loài hoạt động vào ban đêm. Điều này có nghĩa là chúng thường ra săn và thực hiện các hoạt động sinh hoạt chính vào thời điểm tối. Chuyên nghiệp săn mồi, chồn xương chân đen là loài ăn thịt chuyên nghiệp. Chúng săn mồi bằng cách đào lỗ để bắt động vật nhỏ như chuột, thỏ và côn trùng. Giữ khoảng cách với con người, chúng có thể rất ngần ngại và giữ khoảng cách với con người. Thậm chí khi bị bắt gặp, chúng thường trốn tránh thay vì tấn công hoặc thể hiện hành vi xâm phạm. Thụ động trong ngày, chúng thường nghỉ ngơi hoặc ẩn mình trong hang hoặc lỗ trú. Tinh tế trong đào hang, chồn xương chân đen có khả năng đào hang để tạo nơi ẩn náu và sinh sản. Chúng tạo ra hệ thống hang có nhiều lối vào và lối ra để tránh bị rơi vào tình thế bị kẻ săn mồi tiếp cận. Sự quan tâm đến môi trường sống, tính cách của chúng thể hiện sự quan tâm đối với môi trường sống tự nhiên của chúng và chúng đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của vùng Bắc Mỹ. Tổng quan, chồn xương chân đen là một loài động vật tự nhiên, thích hợp cho cuộc sống đơn độc và hoạt động chủ yếu vào ban đêm để săn mồi. Chúng thường rất ngần ngại và tránh xa sự can thiệp của con người. 2. Môi trường sống. Chồn hương chân đen, Ailurus fulgens, sống ở các môi trường tự nhiên của châu Á, đặc biệt là ở các vùng núi ẩm ướt. Dưới đây là mô tả chi tiết về môi trường sống của chồn hương chân đen. Khu vực địa lý, chồn hương chân đen phân bố chủ yếu ở các quốc gia núi ở châu Á, bao gồm Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar và một số khu vực nhỏ khác. Rừng núi. Chúng thích nghi với môi trường sống của rừng núi ẩm và rừng lá rộng. Thường sống ở độ cao từ 1.200-4.800m trên mực nước biển, tùy theo khu vực phân bố. Thảo nguyên và cánh đồng, ngoài rừng núi,
chồn hương chân đen cũng có thể tìm thấy ở các khu vực thảo nguyên và cánh đồng núi, đặc biệt là trong thời kỳ mùa hè. Môi trường sống đa dạng, chồn hương chân đen có sự thích ứng với các môi trường sống đa dạng, từ khu vực rừng đậm đặc và núi cao đến cánh đồng mùa hè và các khu vực núi đá. Cảnh quan nguy cơ bảo tồn, tuy nhiên, môi trường sống của chồn hương chân đen đang bị đe dọa bởi sự mất mát rừng, sự chuyển đổi đất đai do con người và hoạt động nông nghiệp mở rộng. Sự suy giảm của khu vực rừng dày đặc đe dọa sự tồn tại của loài này. Vì môi trường sống của chồn hương chân đen đang bị đe dọa, việc bảo vệ và bảo tồn khu vực rừng núi và các môi trường sống tự nhiên khác của chúng trở thành một nhiệm vụ quan trọng để duy trì sự tồn tại của loài này trong tương lai. 3. Thức ăn và phong cách sống của chồn hương chân đen. Chồn hương chân đen, Ailurus fulgens, là loài động vật ăn thực vật và động vật, và phong cách sống của chúng có một số đặc điểm quan trọng. Thức ăn. Thực vật, chồn hương chân đen ăn một loạt các loại thực vật, bao gồm trái cây, lá, mầm cây và cỏ. Trong mùa hè, trái cây như lá mía, dâu và trái cây hút nectar là nguồn thức ăn chính của chúng. Động vật, mặc dù chúng chủ yếu là động vật ăn thực vật, chồn hương chân đen cũng có thể ăn động vật nhỏ như côn trùng, chim non và các loài động vật nhỏ khác. Tuy nhiên, phần lớn khẩu phần của chúng vẫn là thực phẩm thực vật. Phong cách sống. Hoạt động vào ban đêm, chồn hương chân đen thường hoạt động vào ban đêm và buổi hoàng hôn. Điều này giúp chúng tránh sự quan sát của kẻ săn mồi và tận dụng các nguồn thức ăn đêm hấp dẫn như trái cây chín vào thời điểm này. Sinh sống đơn độc hoặc nhóm nhỏ, chúng thường sống đơn độc hoặc trong các nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ này thường bao gồm cái đực, con cái và con non của loài này. Hàng ngày tạo lãnh thổ, chồn hương chân đen thường tạo lãnh thổ và đánh dấu nó bằng phân và mùi đặc biệt từ tuyến mùi nằm ở gần hậu môn. Điều này giúp chúng bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi sự xâm phạm của các chồn khác. Sinh sản, chồn hương chân đen có thời kỳ sinh sản cố định, thường vào mùa xuân. Con non được sinh ra sau khoảng 90 đến 110 ngày mang thai và được chăm sóc bởi mẹ và đôi khi cả bố trong suốt một thời gian dài. Phong cách sống và thức ăn đa dạng của chồn hương chân đen cho thấy sự thích nghi của chúng với môi trường sống tự nhiên và cách chúng tận dụng nguồn thức ăn khác nhau để duy trì sự sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!